Thưa quý vị, đường Tân Kỳ Tân Quý là một trong những tuyến huyết mạch ở cửa ngõ Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, kết nối huyện Bình Chánh, quận Tân Bình, Tân Phú, Tân Bình với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc nên thường xuyên kẹt xe, nhất là vào giờ cao điểm. Năm 2005, khu quản lý giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã lập dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng. Đến tháng 3 năm 2023, dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý mới được khởi công. Dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, đoạn từ đường Bình Long đến Mã Lò, quận Bình Tân, dài gần 2 km, được mở rộng từ 8 đến 10m lên 30m, với tổng kinh phí hơn 237 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 3 năm 2023. Để đồng loạt tất cả các gói thầu, gói thầu xây lắp 1, 2 là xây dựng hệ đường, hệ thống thoát nước, hạ kỹ thuật từ Bình Long cho đến Mã Lò, xây dựng hệ thống chiếu sáng nè. Rồi sắp tới là có xuống cái mình có cái trụ T50 nữa là cây xanh, thì hiện công trình đã làm được khoảng 50% khối lượng công trình, dự kiến là tới tháng 12 24 là hoàn thành. Cơ bản về phần ngầm của gói 1 đã khá hoàn thiện được khoảng 80%. Hiện tại thì chúng tôi đang đẩy mạnh công tác thi công hoàn thiện vỉa hè rồi mặt đường nhằm đáp ứng tiến độ của ban đề ra. Mấy chục năm sống trên tuyến đường này, ông Thức vui mừng khi biết dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý được triển khai. Gia đình ông đã bàn giao mặt bằng. Thì hồi xưa nó nhỏ nên nó chật hẹp, xe cộ đông đúc, bây giờ nếu mà mở lớn thì thông thoáng thì nó thoải mái cho người dân đi lại thôi. Ông Thạch có đất nằm trong dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý. Gia đình đã thu gom từng nhà theo ranh quy hoạch và bàn giao đất làm đường. Mừng chứ, chủ trương là phải mừng chứ. Thì làm mình làm theo cái chủ trương thôi, đồng thuận liền luôn chứ không có nào mà không có thưa kệ, không có khiếu nại bất cứ cái gì hết. Đến nay, tổng số hộ đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đạt tỷ lệ 97,6%. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Nhiều cử tri mong dự án hoàn thành đúng tiến độ, giải tỏa điểm nóng kẹt xe trên địa bàn thành phố. Theo đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, du lịch giải trí, ẩm thực và dịch vụ về đêm là một trong ba nhóm sản phẩm du lịch được Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển. Và để thắp sáng kinh tế ban đêm, thành phố cần có các cơ chế chính sách khác biệt và phù hợp, từ đó có thể đưa ra các phương hướng phòng ngừa, quản lý đồng bộ và toàn diện. Phát triển kinh tế ban đêm là một trong những cách giữ chân du khách lâu hơn, đồng thời thúc đẩy gia tăng chi tiêu của khách trong thời gian lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để làm được điều này, trước mắt phải gỡ vướng rào cản là sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, đơn vị kinh doanh và người dân. Trong đó, tập trung vào các quy định về khu vực hoạt động, sản phẩm ưu tiên phát triển ban đêm, thời gian hoạt động, giấy phép hoạt động, tiêu chuẩn hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tham gia kinh tế ban đêm. Bên cạnh đó, mỗi quận huyện cũng cần nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với lợi ích và điều kiện thực tiễn của địa bàn. Phát triển du lịch gắn với kinh tế ban đêm cần đảm bảo môi trường về tiếng ồn, giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì an toàn giao thông, an ninh, trật tự xã hội. Thông tin đáng chú ý liên quan đến y tế. Thưa quý vị, tình trạng ngưng tim hay đột quỵ là những tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở mỗi người. Tuy nhiên, nếu mà không biết cách xử lý kịp thời, nạn nhân có thể bị tử vong chỉ sau vài phút. Và mới đây, các chuyên gia trong Hiệp hội Cứu hộ Cứu nạn khu vực Đông Dương phối hợp cùng với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức huấn luyện cho các sinh viên sư phạm thao tác cấp cứu cho người đột quỵ ngừng tim tại khu vực công cộng. Thưa quý vị, tại buổi tập huấn thì ngoài được thực hành các thực tế các kỹ năng sơ cấp cứu, các sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh còn được chuyên gia cứu hộ cứu nạn cao cấp khu vực Đông Dương hướng dẫn kỹ năng kiểm tra tình trạng nạn nhân đột quỵ, hồi sức tim và thực hành sử dụng máy khử rung tim. AED là thiết bị sử dụng để điều chỉnh nhịp tim, giúp tăng khả năng sống sót của nạn nhân bị ngưng tim. Thao tác sử dụng thiết bị AED được chuyên gia hướng dẫn dễ hiểu. Và buổi tập huấn ngày hôm nay đã cung cấp cho tôi những kỹ năng và kiến thức về cách hồi phục tim phổi CPR. Và tôi tin chắc rằng đây là những kiến thức bổ ích đối với mọi người. Và đây là những kiến thức bổ ích có thể giúp cho tôi, phục vụ tốt cho tôi trong công tác giảng dạy trong tương lai ở các trường. Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là cơ hội để các sinh viên sư phạm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sử dụng thiết bị sơ cấp cứu hiện đại. Những trường hợp khẩn cấp hoàn toàn có thể có nguy cơ xảy ra,
Chúng tôi không chỉ kỳ vọng các bạn về vấn đề đó là các bạn sẽ sử dụng máy, mặc dù đây là máy không chuyên, nhưng chúng tôi còn quan trọng hơn về chuyện là giáo dục cho các bạn ý thức bảo vệ sức khỏe, sự chuẩn bị an toàn, và đặc biệt là luôn luôn có tinh thần quan sát một cách rất là kỹ lưỡng và xử lý bằng cách bảo vệ ngay từ đầu để tránh những cái nguy cơ xảy ra cho học sinh của mình. Dịp này, các doanh nghiệp phối hợp tổ chức tập huấn đã trao tặng máy sốc tim tự động Zone AED Plus để đặt tại khu vực công cộng sân trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh để các giảng viên, sinh viên có thể thực tập và ứng phó với các tình huống cấp cứu khẩn cấp. Thưa quý vị, trở lại lần thứ hai với quy mô lớn gấp đôi so với lần ra mắt đầu tiên, lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh 2024 không chỉ đặt mục tiêu tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố mà còn nhận trọng trách thổi hồn cho sông Sài Gòn, giữ gìn và quảng bá nếp sống, văn hóa, di sản quý báu của dòng sông. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đang sắp thúc triển khai cho ngày khai mạc lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai vào tối ngày 31 tháng 5. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt Dòng sông kể chuyện mùa 2 với chủ đề Chuyến tàu huyền thoại sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5 tại khu nhà rồng Khánh Hội, cảng Sài Gòn. Những câu chuyện lịch sử cận đại diễn ra qua các chương Hạ thủy, Cập bến, Xa khơi, Dậy sóng và Phương xa. Câu chuyện lịch sử văn hóa là một trong những cái điểm mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi muốn sử dụng những câu chuyện lịch sử văn hóa thông qua dòng sông Sài Gòn để giới thiệu cho du khách trong nước và quốc tế thêm về cái hình ảnh du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội sông nước lần 2 với sự đầu tư và chuẩn bị quy mô hứa hẹn sẽ thu hút lượng lớn khách đến thành phố. Hiện các sản phẩm tour sông nước và tour nội đô của thành phố cũng đang được các doanh nghiệp lữ hành khai thác với nhiều chương trình ưu đãi. Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 với 17 chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch và thể thao dưới nước tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Và Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng lễ hội sông nước trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng thường niên để phục vụ người dân và du khách khi đến với thành phố. Thưa quý vị, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã chính thức khai mạc và hàng ngàn du khách gần xa cũng đã đến tham dự lễ hội. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay diễn ra đến hết ngày 3 tháng 6 với nhiều hoạt động mang nét truyền thống như lễ phục hiện rước tượng bà Chúa Xứ, lễ tắm bà, lễ tỉnh sắc thần và các hoạt động văn hóa đặc sắc khác. Ngày lễ của bà ngày 22 tháng 4 là âm lịch của mình, là ngày lễ thỉnh bà xuống núi. Mình tổng vệ sinh, làm vệ sinh để mặt bàn rồi cho đẹp đẽ để làm lễ thỉnh bà xuống. Năm nay, để kỷ niệm 10 năm lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tỉnh An Giang quyết định không thu phí tham quan trong 7 ngày diễn ra lễ hội. Nhiều du khách cho biết, năm nay việc cúng kiến diễn ra thuận lợi, giá mua sắm tại khu vực Vía Bà cũng được niêm yết công khai, an toàn. Năm nay thì như mình muốn mua cái gì thì mình mua, chứ không ai lôi kéo mình hết. Đó, mình muốn mua gì vô cúng bà thì mình mua, chứ không có gì, cũng an toàn. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là lễ hội truyền thống, được giữ gìn và thực hành qua nhiều thế hệ của người dân Châu Đốc. Đây cũng là dịp để Châu Đốc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh vùng đất, con người và giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của địa phương,